Ở nội dung nam, 44 lực sĩ tham gia tranh tài ở 9 hạng cân. Ở vòng chung kết, các lực sĩ thực hiện phần trình diễn với 3 nội dung: tự chọn, quy định và so đỏ tự do. Quận 1 và quận 4 tiếp tục chứng minh là hai đơn vị giàu truyền thống của môn thể hình khi giành chiến thắng ở 8 hạng cân. Võ Hoàng Đoan, quận Tân Phú, lực sĩ duy nhất không thuộc hai đơn vị trên giành chiến thắng ở hạng cân 85kg. Lực sĩ Lữ Gia Nam, quận 4 thi đấu ấn tượng khi đoạt huy chương vàng hạng cân 95kg và huy chương vàng nội dung toàn năng nam. Chung cuộc, quận 4 giành vị trí nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng. Hạng 2 và 3 lần lượt thuộc về quận 1 4 huy chương vàng và Phú Nhuận 2 huy chương vàng. Giải vô địch thể hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 có sự tham gia của gần 60 vận động viên nam nữ đến từ 9 đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố. Giải đấu cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển thể hình Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải thể hình vô địch quốc gia diễn ra vào cuối tháng 10.